hiểm mà, rồi sao? Đầu tiên nói với em là phải Trung Thủy. Ê, kia đó chưa chắc à, cái Trung Thủy đó chưa chắc à. Wow. Em thích Trung Thủy lắm, em thích Trung Thủy lắm. Trung Thủy nó mất tới 3 điểm luôn, em phải không. Không, không phải Trung Thủy đó với em quan trọng lắm. Phải suy nghĩ thêm một chút xíu nữa. Em ơi, nghi kỹ một tí. Người đàn ông của Ngân hay là của Văn Minh nào? Quên ơ, mọi người sao vậy? Ba cái đó là uổng lắm. Không sao. Xứng đáng. Đàn ông bây giờ em thấy hiếm khi người nào Trung Thủy. Đúng rồi. Thiểu số lắm. Nên bây giờ em muốn, quan trọng nhất là phải Trung Thủy. Được. Em còn 2 đồng, em đang nghĩ có một cái chuyện nên... rất là hay. Quá hay. Nhưng mà em chưa có dám. Chị đoán rồi, chị đoán rồi, đoán rồi. Em không dám thì chị giúp cho. Em không có dám. Bây giờ em cứ suy nghĩ thêm đi. Thôi ra ra đi, để chị Harry đi. Thật ra đối với Harry, cái gì mà quan trọng nhất đó là sự thông minh. Thông minh, đúng. Harry nha. Một người mà không có đầu là đừng bao giờ yêu. Chị ơi, chị dám yêu một người không đầu là chị ghê lắm luôn á. Có đầu óc, chị có thêm chữ óc nữa. Cảm ơn thông dịch viên. Dạ chị. Rồi sau đó thì thực ra cái quan trọng thứ hai của em là phải có duyên mới được. Nhưng mà ở đây may, ở đây không có cái duyên. Là cái hài hước. Tao gọi là cái hài hước. Vậy thì cho là cái hài hước đi. Đây. Hai. Dạ, em không biết sao nhá. Dạ. Mở miệng mà vô duyên là bò xì. Trong mình thiếu vậy, mình mơ mộng một xíu. Chị đừng có tạt một gáo nước lạnh vô mặt anh Thành như vậy. Chị, thật ra nhá, trong cuộc đời em, em không biết là như thế nào mà những đàn ông nào mà đã trải qua em á, em chưa bao giờ thấy ai có sao múi lần nào cả. Cũng lâu lâu muốn thèm lắm thấy chưa? Cái cơ sô cô la nó rờ rờ thì nó cảm giác nó như thế nào? Chồng ơi, em không có xúc phạm chồng gì cả. Đây chỉ là trong tưởng tượng của em mà tôi, nên đừng giận em nha. Chị ơi, cái này có thể thay đổi được nha. Đời. Anh Thành mà thấy chị làm body 6 múi là anh về sẽ tập thành 6 múi luôn. Cái này có thể thay đổi được. Thật ra chồng chị nha, hồi xưa ở đây có cái gai nha. Ở đây có cái gai. Và ở đây cũng có cái cơ chút xíu. Nhưng mà tự nhiên em thấy yêu xong chưa được một tháng là nó một múi luôn rồi. Chị, còn một cái đó thì cao thì cũng phí, hay là chị cho Ngọc đi. Thật ra một cái chị thấy phí quá, bây giờ thôi chị sẽ đưa cho Ngọc. Chị ơi, trời, em cảm ơn chị. Thôi được rồi, đến đây. Ý Ngọc. Chị nghe nha. Dạ, từ nãy đến giờ thì theo những phân tích của các chị em ở đây thì em cảm thấy là mình đã có những cái chỗ đứng riêng dành cho bản thân mình. Dạ. Em thì không đi đâu xa xôi hết, lòng vòng chi, dạ đó. Lãng mạn. Đây bạn, 2 điểm thôi. Dạ thôi, dạ em thèm lãng mạn quá. Tại em thiếu cái đó nhiều quá chị. Nên có nhiêu em cho hết vô đó. Trời đó, ơi. Em ước thôi đó. Đó, bao nhiêu hết tiền tài, đồ gì em đập hết vô đây. Anh ơi, anh là ai thì làm ơn. Đến sau thì nhớ lãng mạn giùm em nha. Vừa rồi là chuyên mục dằn mặt nha quý vị. Vừa rồi là chuyên mục dằn mặt nha. Thật ra ấy thì chị Khanh hiểu là tại sao mà chương trình keo kiệt chỉ cho mỗi người 5 điểm thôi. Ước mơ hay là kỳ vọng ấy thì là phải tất cả những điểm này cộng lại. Nhưng mà trong cuộc sống thì không bao giờ có ngần này điểm đâu. Dạ đúng. Hãy bằng lòng với mình và chọn những cái yếu tố gì mà nó hợp và nó quan trọng nhất với mình. Dạ.